Xin chào các bác nhá. Đây hôm nay bắt đầu em mới đi các bác ạ. Bộ em đánh máy để ở đây cho sống này các bác này, để chậu các bác cho tí đất này cho sống này. Cái chủ yếu chủ đề hôm nay là như thế này, hôm nay em sẽ thả 50 cái. Nhưng cái chủ yếu hôm nay là như thế này, em nhầm các bác 40.000. 40.000 các bác ạ. Cách đây một tuần này em cũng gửi cho bác là một bác là vừa bán vừa tặng là 320.000. Nếu nếu em nhớ không nhầm là 30 cái nhưng em tặng thêm 5 cái là 320.000, thì nhà ship ạ. Hỏi thu của bác là 360.000. Thế thì hôm nay em thành thật xin lỗi các bác là như này, hôm nay em nếu của bác nào vào comment bên dưới hoặc là bác vào Facebook chat với em thì em mới gửi lại các bác 40.000 đấy. Và cái thứ hai nữa là em nếu các bác không lấy tiền thì em sẽ gửi cho bác 10 cái không theo đúng như em không lấy của bác, em muốn tặng thêm các bác thì em không lấy, như đây do nhà ship chắc là họ nhà ship em ghi nó không rành rọt là họ thu của bác thôi, chứ em thì em cũng không lấy của bác đâu. Em làm video này ngắn là hôm nay thì em bắt đầu em mới thả được, hôm nay là thời tiết nó mát rồi em mới thả được. Hôm nay em đi bẫy rắn đây, hôm nay em thả chắc 50 cái đấy, bãi này thì chưa đủ 50 cái, đi đây em thả thêm mấy cái ở đây nữa, mấy cái ở đây mới mấy cái ống hôm mới mới đây thôi. Thế còn là thành thật là xin lỗi các bác, một ngày em nhà em là em làm chạy rất nhiều quảng cáo cho các đơn vị khác, cho nên là những cái tin nhắn có thể là anh em là nó bị xóa mất tin nhắn vì nó nhiều quá, nó đầy mail, cho nên là em phải xóa mất tin nhắn. Thì hôm nay em mới đi xuống dưới bưu điện lấy tiền thì là hôm nay em mới mới biết, chứ còn thật thực chất ra là bị nhầm các bác nhé, nhầm 40.000 của các bác, em không bao giờ lấy của các bác và em có tặng thêm luôn. Em nó là như vậy, em đẩy video ngắn này lên cho các bác xem thôi, các bác thông cảm nha.